Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trương miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Đã lâu rồi thì mình chưa ra một cái video nào để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì hôm nay mình có quay một cái video để cán nền lá gạch ngang của cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem cái kỹ thuật mình cán nền như thế nào để được hiệu quả ra sao. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm nha. Ok. Rồi, thì ở đây mình cũng trộn hồ theo tỷ lệ là một bao xi măng là 8 xô cát hoặc 9 xô cát cho một bao xi măng cô chú anh chị và các bạn. Thì đối với hồ cán nền này thì mình cũng phải chọn hai vận ngang cô chú anh chị các bạn để cho hồ mình nó được đều và nó đều với nhau, thì nó sẽ mình sẽ cán hồ nó rất là dễ cán và nó có độ bám dính rất cao nha. Thì sau khi mình đã trộn hồ đều xong thì nền mình cũng vệ sinh sạch sẽ, thì mình tưới nước lên một lớp nước cho nó thiệt ướt ngang cô chú anh chị các bạn, rồi mình sẽ banh hồ ra và sẽ vô nước trong cái hồ khô đó, rồi mình sẽ băng ra đều. Mình thấy cảm thấy khô thì mình sẽ tưới vô cho nó đủ nước nha, để cho nó đừng có hóc nước và nó không bị bập cái lớp hồ mình cán nha, không cần mình quậy hồ dầu tưới luôn. Thank you.
Đây, sau khi mình đã ban hồ khô ra và vô nước cho nó đều thì mình tiến hành là mình gạt qua một nước nha cô chú anh chị các bạn, thì mình gạt một nước hồ này cho nó phả mặt bằng, cho nước nôi nó đầy đủ thì nó sẽ không bị hóc hồ. À, thì mình sẽ làm một gạt cái mặt nước đầu tiên để lấy cái mặt bằng, để cho hồ nó đều, nó ngấm, cho nó dạng nở hồ ra. Thì sau đó là mình sẽ đợi nó ráo mặt lại thì mình sẽ cắt lại nước hai nha. Rồi thì sau khi mình đã cắn qua một nước hồ ướp và nó phả ra mặt bằng để cho mình dễ cắn thức á, thì bây giờ nó ráo lại rồi nè. Thì nó ráo lại là mình chỉ gạt ra theo cái ghém mình thì nó rất là chuẩn và không còn bị nhót hồ nữa nha. Thế mình đừng có cắn nước nước nhiều khi nước là nó khô lại thì nó sẽ giật cái lên hồ mình lại. Thì mình để cho nó ráo rồi sẽ quay ra mình cắn thêm một lần thứ hai như vậy thì nó là ok, nó mặn luôn, không bị nhóc ra miếng nào xuống ngang của chú các bạn.
Rồi thì mình đã cán xong cái nền này nha cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay mình cũng chuẩn bị mình lát gạch, thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn biết thì mình muốn lót gạch như vậy thì mình phải tưới nước qua cho nó ướt đẫm hết một lát rồi cho nó khô, nó ráo mình lại thì mình sẽ tiến hành mình lát gạch nha. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ là cách để kỹ thuật để mình cán nền sao để mình lát gạch trên không bị bợt và chốc nha. Thì cô chú anh chị và các bạn có xem video mình thấy hay và hữu ích cho mình xin một like nha. Cô chú lại những clip tiếp theo. Ok, bye bye.